và các bé quý người đang đã giật mình làm những con mơ trên từ đáy phượng nằm đi đi như thiếu khe cái nắng mùa hè áo già hiểu từ vị già mắt mẹ của mùa thu vâng từ xa hiểu hoa cúc nở mùa đó chúng em tới nơi ấy có tình thương bạn bè thầy cô giáo ôi vui biết bao ngày đầu năm học mới hơn nữa chúng ta còn được gặp lại nhau giữa mùa thu lịch sử 67 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 12 tháng 9 và chung với công khí sôi nổi hào hùng đó hôm nay trường mầm non Vinh Sơn long trọng tổ chức ngày hội đến trường của bé năm học 2012-2013 đến từ nhà trường trong ngày vui hôm nay con xin trân trọng giới thiệu có bà Trần Thị Huyền phó trưởng phòng giáo dục tham gia có bà Đỗ Thị Thủy, chuyên viên phòng giáo dục thị xã Tân Đại. Đại diện cho đảng ủy, ủy ban nhân dân xã Kim Sơn có ông Nguyễn Văn Phong, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Ông Tư Hoàng Văn, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc xã. Ông Nguyễn Quốc Hưng, phó chủ tịch chủ tịch hội người cao tuổi xã. Ông Nguyễn Hữu Quyền, phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã. Ông Nguyễn Minh Quyết, bí thư đoàn xã. Ông Kiều Duy Tĩnh, cán bộ xã. Và các vị khác văn phòng xã. Đại diện các nhà trường có bà Nguyễn Thị Tiến, phó hiệu trưởng trung học cơ sở Phú Sơn, bà Nguyễn Thị Huệ, hiệu trưởng trường mầm non hiện phòng công khai bà Trịnh Thị Loan, nguyên hiệu trưởng nhà trường, đại diện cho các đơn vị đóng quân trên địa bàn có đồng chí thượng tá Lê Trung Tuyên, phó chính ủy trường trung cấp kỹ thuật thông tin, thượng úy Kim Quang Vinh, cán bộ lễ bố học viện phòng công không quân, đồng chí Đoàn Anh Tuấn, trợ lý bí thư 3312, đồng chí Phạm Quang Trung, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 học viện hậu cần. Đại diện cho hội cha mẹ học sinh có bà Quách Thị Thân, chi hội trưởng hội cha mẹ học sinh. Đại diện cho các công ty đóng trên địa bàn có ông Trần Hữu Thành, phó giám đốc các công ty đầu tư nước ngoài bảo trì. Về dự ngày công chúa nhà trường hôm nay còn có các ông bà là bí thư trưởng cô, cùng các ông bà đại diện cho các ban ngành đoàn thể về kinh tế chính trị xã hội, các cô bác đại diện hội trưởng hội cha mẹ học sinh, toàn thể các học phụ huynh và 366 học sinh trong nhà trường đã về dự ngày hôm nay trong sự thầy hôm nay đến chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tuổi thơ của bé được